Giới thiệu, phò mã của ta là một người cực kỳ dịu dàng, chàng dịu dàng đến độ nha hoàn của ta bò lên tận giường chàng. Phò mã cũng không nỡ trách cứ, thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng bị cảm liền ôm nàng ngủ cả đêm. Chàng đối xử với ta cũng rất dịu dàng, biết ta sợ đau, đêm động phòng không dám chạm vào ta, mặc nguyên bộ quần áo nằm ngủ bên cạnh. Người dịu dàng như thế quả thực là nhân gian ít có, nếu không phải do phụ hoàng ta có một đôi hỏa nhãn kim tinh thì sao có thể tìm được chàng giữa biển người minh mang cơ chứ. Gả cho chàng, đúng là phúc phần ta tích góp ba đời mới có được phò mã trên cổ chàng có nhiều vết đỏ quá là bị mũi cắn phải không ta dạo quanh phòng một vòng mới bắt đầu của trách đám hạ nhân đang quỳ chỉnh tề trên mặt đất nhìn đám người các ngươi xem hầu hạ phò mã thế này à nên phạt phò mã vội vàng che chở bọn họ không phải đâu công chúa ta biết chàng không đành lòng thấy hạ nhân bị trách cứ nhưng sao có thể tiếp tục để như vậy được cũng tại chàng quá mềm lòng nên bọn hạ nhân mới dám lười biếng như thế đấy phò mã không cần nói nhiều nữa đám hạ nhân này không biết hầu hạ chủ nhân thế nào thì phải dạy dỗ một trận mới được hết văn án ta chỉ đám người quỳ trên mặt đất sau này các ngươi phụ trách đập mũi cho phò mã đi ta vỗ một cái cho bọn họ nhìn cứ làm như thế này bang bang đêm nào cũng vậy các ngươi phải đứng xung quanh giường của phò mã cứ đếm đến năm thì vỗ một cái thay nhau vỗ vỗ suốt đêm không được lười biếng không được để thêm một con mũi nào cắn phò mã nữa phò mã vừa cố hết sức mặc quần ở trong chăn vừa lắp bắp nói, công chúa, không cần. Ai ra, phò mã của ta ơi, nhất định là chàng sợ bọn họ bị mệt đúng không? Phò mã, đều do bọn họ lười biếng mới khiến chàng bị mũi cắn chứ đâu, ta thà bị mang tiếng lòng dạ hẹp hòi cũng không thể để khanh khanh của ta chịu ấm ức được. a à còn cái này nữa, ta vén chăn lên, lộ ra một đứa nha hoàn đang run lẩy bẩy, mấy đứa ác nô các ngươi biết phò mã dễ bắt nạt mới dám bò lên chiếm mất giường của chàng đúng không? còn để ta thấy các ngươi bắt nạt chàng một lần nữa thì ta sẽ băm tay băm chân các người vứt cho chó ăn đấy không có dễ dãi như bây giờ nữa đâu nha hoàn chấn động khóc òa lên phò mã nhìn nàng xong mắt cũng đỏ hoe cãi cọ với ta công chúa là do ta kêu hương nhi tới làm ấm giường nàng đừng trách nó làm gì ôi chao ra là phò mã sợ lạnh ta giật mình quay đầu dạy bảo bọn hạ nhân ngay nhìn một cái coi ngay cả chủ nhân sợ lạnh mà các người cũng không biết thôi như thế này đi bắt đầu từ ngày hôm nay cứ đêm xuống là phải có hai tên đầy tớ cởi hết quần áo đến đây làm ấm giường cho phò mã phò mã chưa ngủ thì các ngươi không được đi phò mã sợ hãi kêu lên không không công chúa ta không cần ta lắc đầu khi nào chàng cũng mềm lòng như thế không muốn làm phiền người khác nhưng ta sao có thể khiến chàng bị tủi thân được thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ta mới yên tâm rời đi không quá vài ngày khắp kinh thành thế mà lại truyền ra lời đồn nói ta ngược đãi phò mã bọn họ nói cái gì mà mỗi đêm ta an bài hai nam nhân cởi sa còng cộng hòa trắng bóng một trái một phải kẻ phò mã ở giữa làm chàng muốn trở mình một cái cũng không được lại còn cho hơn 10 người đi vào phòng ngủ của phò mã chàng vừa chập mắt thì vỗ tay một cái vừa thiêu thiêu ngủ lại vỗ một chàng tra tấn đến độ cả người chàng tiêu tụy gầy ốm nói bậy nói bạ rõ ràng là do ta sợ phò mã bị mũi cắn sợ chàng bị gió lạnh một trái tim chân thành thế mà lại bị xuyên tạc khắp phố lớn ngõ nhỏ quả đúng là hiền thê không dễ phụ hoàng của ta cũng là một người cực kỳ dịu dàng. Từ khi mẫu hậu của con qua đời, ta chẳng thể yêu được ai nữa. Phụ hoàng đẩy hai vị mỹ nhân trong lòng ra, sửa sang lại đạo bào, vẫy tay gọi ta đi qua. Thanh Bình à, dù sao Phò Mã cũng là con trai trưởng của tể tướng, con bắt nạt hắn như thế sao được, cái này không tốt đâu. Ta giải thích rõ ràng, phụ hoàng ơi, sao ngay cả người cũng hiểu lầm nhi thần, nhi thần một lòng vì Phò Mã suy nghĩ, vô cùng sợ hãi chàng bị nửa phần tổn thương. Ai ra, phụ hoàng của ta với tể tướng là bạn rất thân, thân đến cỡ nào ư? Phụ hoàng tu tiên thì tể tướng thay người cai trị đất nước. Tể tướng đại nhân mệt gần chết, có nhà cũng không rảnh về, cả đống tuổi mới sinh được một cậu con trai bảo bối là Tiết Thừa. Nhìn qua là biết tương lai Tiết Thừa nhất định sẽ kế thừa gia nghiệp, vừa phải lo lắng các đại thần trong triều, vừa phải quản lý ngăn nắp cho hoàng cung, vất vả biết bao. Phụ hoàng ta đã có lỗi với tể tướng rất nhiều rồi, chẳng lẽ còn bắt Tiết Thừa cũng phải chịu sự đau khổ này nữa ư? Tất nhiên là không được, nhưng nếu cứ thế nói rõ thì tể tướng chắc chắn sẽ không đồng ý. Đại chu có quy định phò mã không thể nhập sĩ, thế là phụ hoàng vỗ chán một cái liền quyết định ban hôn cho ta và tiết thừa. cứ như vậy cả đời này của tiết thừa đều được hoàng gia bao nuôi, không bao giờ cần phải làm việc cực nhọc nữa. phụ hoàng của ta ấy mà lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. thanh bình à, phụ hoàng lại nói con làm cái gì cũng nên khiêm tốn một chút. ta nghe được người ta nói phủ công chúa đêm nào cũng có tiếng vỗ tay ẩm ý không ngừng ồn ào đến nỗi hàng xóm không ngủ nổi. Ta trầm tư suy nghĩ một lát mới vỗ tay nói, con hiểu rồi, ý của phụ hoàng là để mấy nhà hàng xóm đều chuyển đi hết đúng không? Hả? À, Thanh Bình sẽ làm ngay. Ta xoay người đi ra khỏi phòng luyện đan, niềm ngưỡng mộ trong lòng cứ như nước sông Hoàng Hà không ngừng dâng lên, phụ hoàng lo lắng thực sự quá chu đáo. Chưa đi được vài bước chân thì gặp ngay tể tướng ở trước cửa, ta thi lễ qua loa một cái rồi cất tiếng nói, tể tướng đại nhân vẫn khỏe chứ. Tể tướng bùng một cái quỳ ngay xuống đất, vừa quỳ vừa khóc lóc, công chúa, xin công chúa hãy buông tha cho thừa nhi với thừa nhi không ngoan là do thần dạy dỗ chưa tốt cầu xin người cho thần mang thừa nhi về nhà dạy bảo lại đi ạ à. tể tướng đại nhân đang nói gì vậy ta che miệng giả bộ sợ hết hồn tể tướng đại nhân ta chưa bao giờ nói phò mã không tốt ngài dạy dỗ quá tốt luôn phò mã dùng nỗ lực của mình sưởi ấm tất cả các cô nương cô đơn trong phủ công chúa vừa dịu dàng lại có lòng thương người như thế chính là nhân gian hiếm có ta thích vô cùng sao còn cần ngài mang về dạy dỗ làm gì vừa nói xong thì nha hoàn a lương của ta đã chạy tới bẩm báo công chúa phò mã chạy trốn rồi ta hoảng sợ nói chạy trốn tể tướng mừng rỡ nói chạy trốn a lương gật đầu lại nói thêm nhưng đã tìm về rồi ta mừng rỡ nói tìm về rồi tể tưởng hoảng sợ nói tìm về rồi đi mau đi mau về nhà thôi ta xách làn váy bỏ chạy tể tướng không cam lòng yếu thế thở hồng hộc chạy theo ta lúc ta về đến phủ công chúa thì phò mã đang bị thị vệ bắt giữ. Còn ra thể thống gì nữa, ta đẩy hai người đang giữ phò mã ra, đau lòng sờ soạn gương mặt đã bị đánh xanh tím của phò mã. Khanh khanh của ta, bọn họ sao có thể xấu xa như vậy chứ? Qua xấu xa, tại sao có thể đánh phò mã như thế, cần phải phạt thật nặng, nhất định phải phạt nặng. Hai người các ngươi đánh phò mã, bản công chúa phạt đêm nay các ngươi phải cùng nhau làm ấm giường cho phò mã. Phò mã ngẩn ngơ, hòa khóc nức nở. Tể tướng mắng, cái thằng bất hiếu nhà ngươi đã ngỗ nghịch công chúa lại còn có mặt mũi chạy trốn hắn cầm một dây xích sắt to bự ra để ta chói thẳng con bất hiếu này về dạy lại tể tướng đại nhân quá nóng này như vậy sao được phò mã của ta ra mịn thịt mềm sao có thể trói bằng xích sắt tể tướng đại nhân bớt giận ta túm lấy xích sắt trong tay hắn sao có thể để thứ tục vật như thế này làm bẩn phò mã được ngài phải đối xử với phò mã dịu dàng một chút ta gọi hai thị vệ đến một người nắm tay trái phò mã một người nắm tay phải phò mã thấy chưa làm vậy phò mã sẽ không đau nữa phò mã đi đến đâu cũng phải nắm cho dù người chạy mất cũng phải mang hai cánh tay về cho ta ai ra ta ấy à ở chung với phò mã lâu rồi cả người cũng dịu dàng hẳn lên ở trong quán rượu nào đó trên bàn rượu nào đó có hai người hóng chuyện không biết tên nào đó đang thì thầm nói chuyện với nhau một người nói nghe nói mấy hôm trước phò mã lại chạy trốn nhưng lại bị bắt về rồi chẳng biết có bị đánh không ta người còn lại nói có bị đánh hay không thì không biết nhưng dạo này mỗi lần phò mã ra khỏi phủ đều phải tay nắm tay với hai nam nhân, sánh đôi cùng đi. Hai người cảm khái nói, không hiểu, không thể hiểu nổi. Trong lúc hai người bên đây xúc động cảm khái thì hai người bàn bên cạnh liên tục đưa mắt nhìn về phía này. Hai người kia một kẻ mặc áo đen, một người mặc áo trắng, một kẻ oai hùng tuấn lãng, một người ô nhuận như ngọc. Nam nhân áo trắng uống một ngụm trà, hài hước nói, mới vài năm không gặp mà công chúa càng ngày càng biết gây chuyện nam nhân áo đen xoay ly trà trên bàn mấy vòng mới nhẹ nhàng cười, không hổ là nàng. Thanh Bình, con thấy lò luyện đan mới của phụ hoàng thế nào? Ta nhìn lò luyện đan ánh vàng trói mắt kia cười ngọt ngào, đúc bắn vàng dòng thì tất nhiên là chất lượng tuyệt đỉnh. Phụ hoàng ta ấy mà, lòng mang thiên hạ, tuổi đã lớn mà vẫn còn tu tiên. Đại chu của chúng ta ấy mà, tất cả đều trông chờ vào ngày nào đó người thành tiên lên trời, phù hộ cho chúng ta thêm trăm ngàn năm nữa cho nên bách tính đại chu mặc dù cơm cũng không có để ăn nhưng vẫn phải dâng hiến hết mình để phụ hoàng ta tu tiên nhưng chỉ có một mình người tu hành thì khổ biết bao thế là không ổn phải có người đi theo chăm sóc phụ hoàng mới được vì thế các đại thần vô cùng chi kỷ mà mượn rất nhiều mỹ nhân từ dân gian đưa vào cung hầu hạ dân chúng cũng vui mừng quá đỗi cảm động rơi nước mắt nước mũi giao nữ nhi ra có người vui mừng tới phát điên quay đầu liền nhảy sông hoàng hà còn thành tiên lên trời trước cả phụ hoàng ta thích nghĩ có con đường tắt này để đi không cần phải tu hành khổ sở Hoàng thất Đại Chu chúng ta cũng nên học người ta, nhảy sông sớm thành tiên sớm. Chẳng qua lời này nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ nếu ta nói ra thật thì chẳng phải lại sẽ truyền ra một giai thoại phụ tử nữ hiếu đi vào sử sách. Người sợ nổi danh heo sợ mập, ta không muốn danh dương thiên hạ. Thanh Bình, phụ hoàng hài lòng ngồi xuống, bây giờ mới bắt đầu nói chính sự, nhị hoàng tử của Tề quốc sắp vào kinh, con biết chưa? Hắn cười đến hiền lành, ta cũng cười đến ngọt ngào, nhị hoàng tử nào cơ? Con không nhớ rõ lắm không nhớ rõ là tốt rồi, phụ hoàng còn sợ con còn nhớ tình cũ ngày xưa, không chịu sống yên ổn với phò mã cơ đấy. Phụ hoàng nói gì vậy, cuộc sống của con và phò mã ngày ngày ngọt như mật, làm gì có lý do buồn bực không yên ổn được. Nụ cười của phụ hoàng cứng lại, người nhìn ta một hồi mới bắt đầu thêm củi cho lò luyện đan chưa hề châm lửa, bận rộn nói, thanh bình, con đừng trách phụ hoàng. Ai ra, phụ hoàng nói chi vậy, sao lại nghĩ rằng ta sẽ trách người cơ chứ? Ta biết ơn người còn không kịp nữa là, nếu năm đó không nhờ người ngăn trở ta và nhị hoàng tử lui tới thì hôm nay có khi ta đã là mẹ của đám nhỏ rồi. Làm vậy không ổn, thế có khác nào làm bẩn huyết thống đại chu. Máu của hoàng thất đại chu chúng ta đều là bóc lột từ trên người bách tính, một khi ô nhiễm thì sao dân chúng có thể đồng ý. Không thể được, may mà phụ hoàng ngăn cản ta đúng lúc nên mới không phạm phải sai lầm lớn như vậy. Phố phường đồn đãi hai đứa các con cảm tình không tốt, sớm hay muộn cũng sẽ hòa ly, vậy là không ổn. Phụ hoàng nhìn ta một cái, trong mắt có một ít cảnh cáo không hòa ly đâu. Ta cười, nếu con hòa ly thì làm gì còn ai giúp người kiềm chế tể tướng nữa. Ôi, đáng tiếc ta không có tỉ muội nếu có thêm mấy người nữa, một người gả cho thượng thư, một người gả cho tướng quân, một người đi hòa thân thì thiên hạ đại chu đã sớm thái bình rồi. Phụ hoàng cười cười, thanh bình thật hiểu chuyện. Được phụ hoàng khen như thế, trong lòng ta đúng là ngọt ngào như nếm mật đường đây. Sau khi về phủ công chúa lại nghe thấy tiếng hò hét cãi cọ vang lên ẩm ý, trên trán A Lương Vương một lớp mồ hôi mỏng, nhìn thấy ta liền chạy vội tới. Công chúa, phò mã lại muốn chạy trốn. Ồ, chạy chưa? Chưa kịp chạy đã bị bắt về rồi, nô tỳ cho người chặn cửa sổ lại luôn. Chặn cửa sổ lại, nhìn xem mấy hành động của ngươi kìa, đây là kiểu con người có thể làm được sao? Công chúa, người đừng cười to như vậy, hoàng thượng lại trách cứ người gây ồn ào đến láng giềng bây giờ. Ta che miệng lại, bước nhanh về hướng phòng của phò mã. Công chúa, cầu xin công chúa hòa ly với ta đi. Tiết thừa quỳ bục một cái xuống, ôm chân của ta chỉ vào mấy cái cửa sổ bị chặn kín, cái lồng giam gió thổi cũng không lọt này. Vây hãm công chúa cũng vây hãm ta, người buông tha cho ta, cũng buông tha cho chính mình đi thôi. Ôi phò mã của ta, cái chàng muốn không phải hòa ly, chàng muốn thoát khỏi thân phận phò mã để có thể vào chiều giúp đỡ quân vương cơ mà. Một trái tim chân thành như thế làm sao ta có thể không hiểu, chỉ là ta đã đồng ý với phụ hoàng sẽ chăm sóc chàng thật tốt, ha có thể nuốt lời, lại để chàng đi chịu cực nhọc vất vả. Khanh khanh, ta sờ mặt chàng, bọn họ làm cho căn phòng kín như cái thùng thế này, thật là xấu xa cực độ, chàng yên tâm, ta sẽ lấy lại công bằng cho chàng. Ta chống nạnh bắt đầu răn đe, ai làm? Hả? À, tên nào làm cái này? Sao lại có thể đối xử với phò mã như vậy? Khẩn trương tháo hết ra cho ta. Đám thị vệ ngẩn ra, hoảng sợ luống cuống chạy đi tháo rỡ cửa sổ. Chưa đủ, ta lắc đầu, phò mã thích gió lùa, các ngươi lại mở thêm 10 cái cửa sổ ra cho ta. Vẫn chưa đủ, mỗi cửa sổ đứng một người, nhìn chằm chằm vào trong phòng chuẩn bị bất cứ lúc nào cần thiết thì đi vào hầu hạ phò mã bốn phía không được có góc chết nào để ngày ngày kịp thời thỏa mãn mong muốn của chàng ta kéo áo phò mã hỏi khanh khanh lồng giam bốn phía gió lùa này chàng có thích không tể tướng lại tới tìm ta như lần này ngay cả cổng của phủ công chúa ông ta cũng không vào được ta và tết thừa tình đầu ý hợp còn phải đầu bạc răng long với nhau nữa sao ta có thể để tể tướng mang chàng đi được chàng có thể trở thành vong phu của ta nhưng tuyệt đối không thể thành chồng trước lúc đi về phòng a lương vẫn đang đứng ngoài cổng ngăn cản tể tướng chỉ còn mình ta dạo bước giữa đêm đi tới góc tối gần đó đột nhiên ta bị người che miệng kéo vào phía sau hòn non bộ ta giật mình trong lòng biết rõ mình đây là xui xẻo gặp phải chuyện gì ai ra tướng quân của quân tuần phòng kinh thành là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa bản thân thăng quan tiến chức cũng không quên giúp bạn bè thân thích tìm kiếm công ăn việc làm dưới sự cố gắng của hắn toàn bộ đám trai tráng nhà biểu thúc biểu cữu bà cô bà thím nhà hắn đều gia nhập phân bộ tuần phòng Ai nấy đều có một chức vị vẻ vang, quân tuần phòng cũng cực kỳ hiền lành, trước giờ chẳng hề làm khó ai. Dọc đường nhìn thấy người leo tường bỏ viện, không những không gian đe ngăn cản mà lúc tâm trạng tốt còn có thể hỗ trợ đẩy mông cho người ta đỡ ngã. Trên đời này có ai mà không có chuyện khó xử, có lúc khó khăn. Nếu kẻ trộm có chìa khóa thì còn cần leo tường cho mệt làm gì? Đám ăn trộm cũng biết cái gì gọi là uống nước nhớ nguồn, là có ơn thì phải báo nên mỗi lần thành công sẽ chia một nửa tiền của cho quân tuần phòng dân phong của đại chu chúng ta thật sự là quá mức thuần phác quân tuần phòng chi kỷ là vậy tất nhiên phải được khen ngợi khắp nơi mỗi lần đi đường không thể tránh khỏi sẽ có dân chúng biết ơn ném mấy quả trứng gà bồi bổ sức khỏe cho bọn họ trứng gà tuy hơi thối nhưng lễ nhẹ tình nặng trong lòng bọn họ cũng cảm động cực kỳ cũng càng ra sức làm việc tận lực không nói đâu xa ngay cả phủ công chúa của ta cũng đến ngày bị chăm sóc không cần hét người kia ghé vào tai ta thấp giọng nói đương nhiên ta sẽ không hét lên rất là hiểu quy củ mặc dù hắn đã thả lỏng tay ra nhưng ta vẫn nhắm mắt lại không nhìn mặt hắn. Trang sĩ, ta biết quy củ, ta không hét lên cũng không nhìn ngươi, chỉ cần ngươi đừng làm ta bị thương thì chuyện gì cũng dễ nói. Người kia nói, Thanh Bình, nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Ta không nhìn, nhìn một cái mạng liền không còn, ta hiểu mà, mấy thứ đồ quý giá nhất của ta đều ở trong nhà kho. Chìa khóa ở dưới gối trong phòng ngủ, chỉ cần người đừng hại ta thì muốn lấy cái gì cũng được. Hắn khẽ cười một cái, tiếng cười khàn khàn quyến rũ cực, Hắn nói, nàng vẫn không thay đổi, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chết. Ta ngẩn cả người, hắn vươn tay nhéo má ta, hắn nói, thanh bình, ta là tạ tử. Câu nói này đục phá dữ dội trong lòng ta, làm nổi sóng mặt hồ, gợn sóng không ngừng nghỉ. Cổ họng ta đáng chát, nói không ra lời, cũng không dám mở mắt. Tạ tử, đây là người trong lòng ta nhớ thương 6 năm, gặp lại thế mà trong tình cảnh này. Nàng mở mắt nhìn ta. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nàng đang sợ cái gì hắn hỏi hay nàng sợ nhìn ta một cái lại động lòng thêm một lần nói nhảm cái gì vậy trai hiền kiểu gì mà ta chưa nhìn thấy sao mà dễ động lòng thế được ta cố gắng chấn định mở mắt bốn mắt nhìn nhau hắn nhìn ta đôi mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu nhưng ta nhìn thấy nàng một vạn lần cũng sẽ động tâm một vạn lần giọng nói trầm thấp không còn vẻ ngây thơ năm đó nhưng lại thêm mấy trưởng thành quyến rũ khiến người ta vừa nhìn đã thấy lòng đầy nhộn nhạo tiếc là ở giữa ta và hắn cách nhau cả một lạch trời là hai người mãi mãi không thể chạm vào nhau ta đẩy hắn ra thể hiện ra khí thế mà một vị công chúa nên có thỉnh nhị hoàng tử nói năng cẩn trọng bây giờ ta đã là phu nhân của người khác không còn là tiểu cô nương năm đó nữa mấy câu nói đùa như thế này không phải muốn là có thể nói hắn cười nhẹ ta biết nàng sẽ nói như vậy mà biết liền không nên thất lễ ta liếc xéo hắn chợt hỏi đêm hôm khuya khuất người lẻn vào đây là muốn làm gì hắn hơi nghiêng đầu nhìn ta muốn gặp nàng. Lời này lại làm ta giật thót, tim đập loạn nhịp suýt chút nữa vỡ mất hàng rào phòng thủ. Ta giả bộ nhìn về chỗ khác, không nhìn hắn nữa, ngày mai sứ đoàn đại tề của các ngươi sẽ tiến cung, ta cũng sẽ đi, nếu muốn ôn chuyện sẽ có rất nhiều cơ hội, không cần thiết bây giờ phải vội vàng. Thanh Bình, hắn cắt đứt lời ta, nhẹ nhàng nắm ống tay áo của ta, ngày mai vào cung thương lượng, ta xin phụ hoàng nàng cưới nàng được không? Ta giật mình, giống như quay trở lại 6 năm trước, hắn ngồi trên đỉnh tường thành, cúi người nói với ta, Thanh Bình, đợi nàng cập kê ta cưới nàng được không đương nhiên ta hiểu lúc đó hắn muốn gì nhưng vẫn giả ngu hỏi hắn lấy ta tại sao muốn lấy ta hắn nhìn ta cười bởi vì ta muốn ở bên cạnh thanh bình cả đời ta cũng muốn ở bên cạnh a từ cả đời rất muốn rất muốn tiếc là hắn chỉ là nhị hoàng tử con vợ lẽ không có chút quyền lực nào ở tề quốc mà ta là công chúa duy nhất của đại chu muốn gả người cũng phải gả cho người có giá trị nhất đối với phụ hoàng ngươi muốn ở bên cạnh thanh bình là muốn vĩnh viễn ở lại đại chu làm con tin đến nay ta vẫn còn nhớ rõ đôi mắt sắc lẹm như ưng của phụ hoàng mặc dù đang hỏi nhưng thanh đao trong tay người lại không cho tạ từ cơ hội trả lời ai thèn gà cho ngươi đi về tề quốc của ngươi đi lúc ấy ta đã nói như vậy là vì hắn hôm nay ta vẫn nói như vậy lại là vì đại chu nàng lại đang lừa ta giọng nói của hắn nhỏ dần tràn ngập sự cô đơn mà ta không đành lòng nghe thêm lần nào nữa tiếng huyên áo ở đằng trước bắt đầu ầm ĩ có lẽ là a lương phát hiện ta biến mất nên vội vàng gọi liên tục hết đợt này đến đợt khác chỉ còn vài bước nữa là đến gần hòn non bộ ngươi mau đi đi ta vuốt lại mái tóc rối bời bước chân đi ra ngoài thanh bình dưới ánh trăng sáng ngời thân hình vốn oai hùng cứu dũng kia lại trở nên quá mức gầy yếu đi về đi ta không dám quay đầu lại nhìn bước nhanh về phía đám người đang tìm mình sao sắc mặt của phò mã lại tệ thế này do không nghỉ ngơi được hay sao vẻ mặt phò mã nghẹn tức nói công chúa có giỏi thì người cũng thử cảm giác vừa mở mắt ra đã có 10 đôi mắt tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm vào người đi. Ta che miệng cười khẽ, ta không thử, thứ tốt đều phải để lại cho phò mã cơ. Phò mã không nói gì. Ta tự đi xuống xe ngựa, vươn tay tới trước mặt phò mã, hai vai hắn run lên, theo bản năng rụt tay vào trong ống tay áo. Ai ra, ta nhớ rồi, phò mã có bóng ma với chuyện nắm tay người khác. Khanh khanh, tay nắm tay nào, nếu người không đưa tay ra cho ta thì ta tự chặt xuống rồi nắm đấy hắn thở dài não nề khẽ lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt cuối cùng cũng chịu vươn tay nắm lấy tay ta đôi kim đồng ngọc nữ chúng ra cứ thế mà như keo sơn gắn bó dắt tay nhau vào đại điện nên đón sứ thần dưới cái nhìn soi mói của văn võ bá quan sau một chén trà tạ từ mới dẫn sứ đoàn tề quốc nhập điện yết kiến ta nhìn đám sứ thần đi đứng sống lưng ưỡn còn thẳng hơn phụ hoàng này trong lòng thổn thức không nguôi đại chu chúng ta có hai vị hàng xóm tốt một vị là tề quốc một vị là yến quốc nói đến vị hàng xóm yến quốc kia trước đi vị này vô cùng thích kết giao bạn bè thi thoảng lại đến đại chu thăm hỏi mỗi lần đi là tiện đường mang chút đặc sản quê hương về có khi là vàng bạc châu báu đôi khi lại là một tòa thành tuy nói đại chu hiếu khách nhưng bọn họ cứ lấy đồ về như thế thì làm sao mà được vì vậy đại chu cùng yến quốc tiến hành một lần họp mặt bạn tốt hy vọng sau này bọn họ có thể tiết chế hơn chút yến quốc nóng này nói rằng như vậy là ngươi không coi ta là bạn bè bạn bè với nhau sao có thể tính toán chi ly như thế vừa nói vừa dẫn theo hai vạn binh mã nhập cảnh, chuẩn bị biến chúng ta thành phiếu ăn dài hạn. Đại chu chúng ta cũng sắp ăn không đủ no, sao mà nuôi nổi người bạn thân này được, rơi vào đường cùng chỉ có thể hạ lệnh đuổi khách. Tiếc là mấy vị tướng quân am hiểu lấy lý phục người nhất đại chu vì phản đối phụ hoàng không được sửa chữa hoàng lăng, phản đối không cho người tu tiên nên đều bị lưu đày cả rồi. Phụ hoàng gãi rụng tóc, nghĩ tới nghĩ lui mới viết một bức thư cho tình nhân cũ Tề quốc, bảo hắn khuyên nhủ Yến quốc, cũng đảm bảo nếu chuyện thành công tất sẽ thâm tạ. Tề quốc nói được, nhưng ta không cần ngươi cảm tạ đâu, ta đây nghĩa khí mà. Nói xong liền xuất động ba vạn đại quân mời ông bạn cũ Yến Quốc về quê. Mười ngày sau Tề Quốc phái sứ thần tiến vào biên giới Đại Chu, ý tứ rất rõ ràng, tuy ta nghĩa khí nhưng ngươi muốn tạ ơn thì ta cũng không chối từ. Vì vậy phụ hoàng nghẹn đỏ cái mặt ra cười hớn hở mở cửa thành mời sứ thần Tề Quốc vào kinh. Vài năm không gặp mà nay A Từ đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Phụ hoàng cười híp mắt nhìn hắn, rũ mí mắt che khuất ánh nhìn, trong mắt đen nhánh không thấu cảm xúc. Tạ Từ hơi kho người, cử chỉ hành động không giấu được kiêu căng, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, nếu không phải năm đó ngài chăm sóc quan tâm ta đầy đủ, ta há có thể có ngày hôm nay. Mặt phụ hoàng cứng đờ, đương nhiên chưa quên được năm đó người chăm sóc quan tâm hắn thế nào. Phụ hoàng của ngươi vẫn khỏe chứ? Tạ Từ cười, vô cùng khỏe mạnh, phụ hoàng ta một không ăn bậy ăn bạ, hai không túng dục hoang dâm, thân thể khỏe mạnh, còn cương tráng hơn mấy thanh niên trẻ tuổi nhiều. Phụ hoàng bày tỏ có cảm thấy bị nói móc, trong lòng tự khuyên bản thân đừng chửi nó đừng chửi nó ta cúi đầu nhịn cười thằng nhãi tạ từ này càng lớn ăn nói càng hay có thể khiến phụ hoàng ta thay đổi sắc mặt thì hắn cũng được coi là một nhân tài đương sự họ nhẹ một cái rồi trực tiếp nói vào vấn đề chính a từ a lần này giao chiến với yến quốc cũng nhờ có ngươi tương trợ mới thành công trẫm hứa rằng sẽ đền đáp xứng đáng không biết các ngươi có gì mong muốn trẫm nhất định sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ta muốn mời tòa thành tên khốn tạ từ này đúng là không biết khách khí đại chu chúng ta tổng cộng cũng mới có 50 tòa thành trì. Phụ hoàng hít thở sâu một hơi, híp mắt cười nói, "A Từ, bớt chút đỉnh đi." "Ôi chao, hoàng đế của đại chu lại không khác gì tiểu dân trên phố kỳ kèo người bán hàng muốn giảm giá, thực sự là một chút mặt mũi cũng không có." "Không bớt." Phụ hoàng nhíu mày lại. "Nhưng, có thể đổi." Tạ Từ nhìn ta một cái, nâng giọng nói tiếp, "Lấy đại chu công chúa đổi." Ta giật mình, tay khẽ run, ta chỉ đáng giá 10 tòa thành. Phụ hoàng giật mình, mừng rơn vui sướng, nó mà cũng đáng giá 10 tòa thành. Một giây sau ta và phụ hoàng hai mặt nhìn nhau, ý tứ trong mắt của người rất rõ ràng, có lời. Ý tứ trong mắt ta cũng rất rõ ràng, không liên quan. Phụ hoàng cũng tự biết đối lý, ho khan một cái mới nói, đại chu bây giờ chỉ có một công chúa thanh bình, đáng tiếc đã gả chồng thành ra, không thể hòa thân. Nhưng, hắn chỉ vào hai vị quý phi đang ngồi một bên, chấm còn có thể cố gắng một chút. Vẻ mặt khinh bỉ trên mặt quý phi muốn giấu cũng không giấu nổi, nếu ngươi còn có thể thì đại chu cũng không đến nỗi chỉ có một cô công chúa như vậy. Tạ từ không trả lời phụ hoàng, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, nói một cách chân thành, ta muốn nghe chính miệng công chúa nói. Ta nhìn tạ từ, phò mã nhìn ta, chàng kích động đến nỗi hai tay run rẩy, ngọt quá rồi, ngọt quá rồi, mau đồng ý với hắn đi. Nhưng phò mã ơi, ta quay đầu nhìn ánh mắt kích động xanh lẻ của chàng, ta muốn trở thành người vợ già bạc đầu răng long với chàng cơ ta đi với hắn để cho con các người đảo loạn chiều cương cho dễ à. Nhị hoàng tử, ta nắm tay phò mã, khẽ thân mật vuốt ve, bây giờ ta đã gả cho lang quân như ý, tuyệt đối sẽ không cùng chàng tách rời. Mắt hắn tái rồi lại xanh, thanh bình. A à tử, từ, phụ hoàng cố gắng lấy lại sự chú ý của hắn, nếu không người thử suy xét lại lời vừa rồi chậm nói. Ta từ chỉ nhìn chầm chầm ta, một lúc lâu mới quay đầu chấp tay nói, tạ từ vô tri mạo phạm công chúa, thay lời xin lỗi thì lễ vật tạ ơn chiếu khấu một nửa đi. Phụ hoàng híp mắt tính toán, chiếc khẩu một nửa là mỗi tòa thành chỉ cần một nửa thôi hả? Quân thần ồ lên. Tạ từ nghẹn một hơi suýt chút nữa không thở kịp, chiếc khấu một nửa cũng có thể là năm tòa thành. Tốt quá, tốt, quyết định vậy đi. Phụ hoàng hài lòng, vừa vỗ tay vừa cười. Ánh mắt sắc nhọn như kim của hắn ghim chặt lên người ta, ta buông tay phỏ mã ra, nhưng đầu không muốn quay lại nhìn. Sau một hồi khách sáo qua lại, cuối cùng tể tướng đề nghị đêm mai mở tiệc lớn, hoàng đế thiết đại yến để người trong cung cũng như ngoài cung cùng nhau vui sướng. Ta cười khẽ, hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt 10 thành, có lời, có lời. Quốc thổ toàn bộ đều tặng bằng hữu, đại chu ta đúng là quốc gia vô tư hào phóng nhất thời đại. A Lương, việc ta giao cho ngươi đã làm xong chưa? Công chúa, làm gì có việc mà A Lương không xử lý được đâu. Đại chiến thắng lợi, tin báo truyền ra khắp trốn vui mừng. Đêm hôm đó ta trèo qua tường vây của trạm nghỉ dành cho đoàn sứ thần đã lâu không trèo tường, chân cẳng không còn nhanh nhẹn, suýt chút nữa không bỏ lên nổi, may mà quân tuần phòng đi ngang qua tốt bụng mà đẩy ta một phát. Ta lẻn vào phòng của tạ tử, nhanh nhẹn giật khăn che mặt xuống trước khi hắn rút kiếm ra. Thanh Bình, hắn vui vẻ chạy tới nắm tay ta, nàng tới thăm ta sao. Ta cũng nắm lấy tay hắn hỏi, A Tử, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi phải nói thật với ta mới được. Nàng hỏi đi, ta tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Hắn nhìn ta, trong mắt lấp lánh ánh nến, ấm áp sáng ngời, hiện tại danh tiếng của ngươi ở tế quốc như mặt trời ban trưa bị thái tử ra sức chèn ép đúng không hắn sửng sốt một lát đôi mắt trầm xuống bàn tay nắm lấy ta cũng thả lỏng không có đó chỉ là đồn đãi thôi thái tử là đại ca của ta quan hệ của ta với huynh ấy vẫn luôn rất tốt a à từ trước giờ ngươi chưa từng nghĩ đến việc tranh giành ngôi vị thái tử sao hắn rũ mắt vẻ mặt mờ mịt khó đoán một lúc lâu sau mới nói tiếp đúng vậy ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó tốt rồi vậy thì quá tốt trong lòng ta khổ sở cuối cùng hắn vẫn không chịu nói thật với ta thanh bình nếu có thể quét dọn hết thảy chứng ngại thì nàng có nguyện ý đi cùng ta không quét dọn chứng ngại gì ta và hắn cách nhau một phò mã cách cả một quốc gia cách mấy đời ân oán quét dọn thể nào mới hết ta không trả lời hắn rút tay về cài lại khăn che mặt a từ hôm nay ta đến chỉ vì muốn nói với ngươi câu nói năm đó một cách đàng hoàng trong lòng ta có ngươi ta thích a từ Câu này 6 năm trước ta chưa kịp nói cho hắn biết, bây giờ nói ra rồi mới cảm thấy phần nào an ủi cho ta và hắn những năm tháng non trẻ ấy. Ta cũng rất thích nàng. Ta chạy ra ngoài, để mặc câu nói của hắn tan theo cơn gió. Đại Yến hôm sau phò mã ăn mặc rất trang trọng, dẫu sao cũng là việc vui cả nước cùng chúc mừng mà. Trong cung đường vẻ vui mừng, nơi nơi đều là những tiếng cười, tiếng kính rượu, tiếng nhạc trợ hứng không ngớt. Ta đến rất muộn, làm phò mã gấp đến độ rậm chân. Nhưng tạ từ còn đến muộn hơn, lúc ta ngồi xuống hắn còn chưa tới chỉ có thanh niên mặc áo trắng trong đoàn sứ thần đến đại chu cùng hắn đang không ngừng mời rượu các vị đại thần phò mã uống một ly rượu uống xong quay sang nói chuyện với ta mặt may đầy vẻ mừng rỡ công chúa có lẽ hôm nay sẽ có bất ngờ đấy ôi chao bất ngờ gì cơ công chúa chỉ cần chờ là được tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng ta gật đầu cười nhạt trông có vẻ vạn phần chờ mong bất ngờ của chàng giữa đại điện ca múa uyển chuyển chống nhạc cùng vui rượu quá ba vòng Tề tướng nôn tới độ trời sụp đất nứt, được hạ nhân mang xuống nghỉ ngơi trước. Phụ hoàng ngồi trên đài cao, mỹ nhân trong lồ nờ gờ ngực, mắt say lờ đờ, vẫn mơ mơ màng màng không biết mưa gió sắp đến. Giờ hợi, một tràng pháo hoa đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bốn phía đã nổi lên tiếng chém giết ầm ĩ, cửa cung bị phá. Quân phản loạn đến rồi. Gót sắt đạp tiễn, hoàng cung chấn động, cấm vệ quân uống say bí tỉ ngay cả đao cũng chưa kịp cầm đã bị quân phản loạn lấy luôn cái đầu trên cổ quân thần hoảng sợ chạy bán sống bán chết nhưng quân phản loạn đã bao vây cả đại điện muốn tránh cũng thể tránh không còn cách nào khác đành chui xuống trốn dưới gầm bàn lúc này phụ hoàng mới tỉnh lại từ giấc mộng giang dở đẩy vị mỹ nhân trong ngực ra sợ hãi hô hoán hộ giá hộ giá phò mã điên cuồng cười rộ lên ném bể một vò rượu chỉ kiếm lên đài cao nghe thấy không hộ giá vừa ra lệnh một tiếng mười mấy tên cấm vệ quân dơ kiếm lên chỉ là mũi kiếm đã gác trên cổ phụ hoàng phò mã ngươi 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 muốn tạo phản phò mã đá lăn bàn rượu vung kiếm chém mấy vị quan lại không kịp trốn hắn hô to ta muốn tạo phản thì sao hắn chuyển hướng sang nhìn ta một đôi mắt nhuộm đẫm huyết sắc công chúa đây chính bất ngờ ta muốn tặng cho ngươi thanh bình giết hắn đi giết hắn phụ hoàng gần như đã điên cuồng giết ta phò mã nâng kiếm kể lên cổ ta hung ác cười nói khanh khanh muốn giết ta thế nào vừa mới dứt câu đã có một bình rượu bay tới đập vào tay hắn phò mã đau đớn hét lên kiếm trong tay cũng theo tiếng hét mà rơi xuống không được động vào nàng giọng nói lạnh lùng không giận tự uy tạ từ cưỡi chiến mã người mặc huyền giáp trường kiếm trên tay nhuốm đẫm máu dưới sự ủng hộ của mấy ngàn quân phản loạn đạp thi mà đến đi đằng sau hắn là tể tướng vài giờ trước vẫn còn ói bất tỉnh nhân sự lúc này áo quan cũng đã nhuộm đầy máu tươi phụ hoàng gần như chừng rớt đôi mắt không thể tin được hết thảy những gì đang diễn ra trước mặt tiết tướng tại sao ngươi lại làm vậy Tể tướng cười nhạt, bệ hạ, đại chu này cũng đến lúc đổi họ rồi. Nội ứng ngoại hợp, phá vỡ hoàng quyền, đây chính là bất ngờ bọn họ muốn tặng ta. Ta nhìn tạ từ uy phong lẫm liệt trên ngựa, cho phúng cười to, a à tử, cho nên đây mới là mục đích lần này ngươi tới đại chu đúng không? Giữa mày hắn nhăn lại, trong mắt thấm sương tuyết. Chiếm đại chu, ta sẽ trở thành thái tử của tề quốc, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi đã từng nói ngươi không muốn tranh, cũng đã nói tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Thanh Bình, người là sẽ thay đổi. Đều thay đổi, thiếu niên lang tuấn nhã phong hoa của ta, nay đã biến thành xài lang ăn thịt người. Tạ từ giúp cha con tể tướng đoạt quyền, nếu thành công thì bắt đầu từ ngày hôm nay Đại Chu sẽ trở thành chư hầu của Đại Tề, hàng năm chiều cống, hữu cầu tất ứng. Đúng là một thỏa thuận đôi bên đều có lợi. Đêm khuya ta và Phụ Hoàng bị nhốt riêng ở hai phòng. Tạ từ đã thay một bộ quần áo sạch sẽ nhưng vẫn không thể che giấu được mùi máu tươi trên người. Hắn nhìn ta, thâm tình chân thành, thanh bình, bây giờ không có ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa ta cười to a à từ ngươi đừng nói với ta ngươi làm hết thảy những thứ này cũng đều là vì ta hắn ngưng chạy trong chốc lát mới nói ta có khó xử của ta nhưng tình cảm của ta dành cho nàng vẫn luôn thuần túy như trước khó xử chỉ là ngươi muốn đoạt quyền mà thôi a à từ đừng lừa mình dối người nữa hắn cam chịu câu này im lặng không nói ra lời ngươi định xử trí chúng ta thế nào hả giết chết rồi mang về tề quốc tranh công thanh bình ta sẽ không thương tổn nàng." Hắn vươn tay cố gắng chạm vào mặt ta, nhưng lại bị ta đẩy mạnh ra. Ánh mắt hắn tràn đầy cô đơn, chậm rãi nói, "Ngày mai ta sẽ để phụ hoàng nàng tuyên đọc chiếu thư thoái vị trước con dân đại trù. nếu hắn phối hợp ta sẽ tha cho hắn một mạng, cho hắn vượt qua quãng đời còn lại trong phòng luyện đan. Còn nàng, sau ngày mai hết thảy quyết định sẽ do nàng chọn." Ta lo lắng thay cho tạ tử, phải làm thế nào mới khiến phụ hoàng ta tuyên đọc chiếu thư thoái vị trước mặt dân chúng đây? sự thật chứng minh cho ta thấy lo lắng của ta quá mức dư thừa, phụ hoàng sợ chết nhất, bọn họ còn chưa làm gì người đã thỏa hiệp rồi. Rốt cuộc hoàng quyền có ở trên tay người hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tu tiên của phụ hoàng. Hôm sau chúng ta bị áp giải lên cổng thành, đứng gần nhất là 2.000 quân phản loạn và các đại thần cả người đầy chật vật, xa xa là bách tính vây xem. Tạ từ cầm chiếu thư vàng óng lấp lánh ra, phụ hoàng run rẩy tiếp nhận. Trẫm phụng thiên mệnh, tuyên chiếu thư này, cổ chi quân thiên hạ giả, trọng tại bảo toàn người còn chưa kịp đọc câu tiếp theo ta đã xoay người leo lên lan can tường thành cả người lung lay sắp ngã không được rồi công chúa muốn tuẫn quốc trên cổng thành rối loạn ẩm ý tạ từ kinh sợ vội vàng lao tới thanh bình ta không nhảy hơi quay đầu nhìn hắn hắn vươn tay thận trọng nói nàng mau xuống đây phụ hoàng cũng chạy hai bước người hô to thanh bình con đừng nghĩ luẩn quẩn làm gì đến nỗi này cơ ta nhìn xung quanh một vòng nhìn đám người xôn xao bên dưới thản nhiên cười nói, nước mất quân vong, phụ hoàng tham sống thì để nhi thần thay người tạ tội. Không được, sắc mặt tạ từ trắng bệch, hắn vội la lên, thanh bình, nàng mau xuống đây, đừng làm chuyện điên rồ. Ta miễn cường cười với hắn, cười đến hai mắt đẫm lệ, a à từ, nước mất nhà tan, ta sống tạm để làm gì. Ngươi còn có ta, hắn cẩn thận tới gần, không dám để ta hoảng sợ, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nàng còn nhớ nơi này không? Chúng ta đã từng mỗi ngày đều tới đây ngắm cảnh, nàng từ nơi này nhảy xuống, là muốn quãng đời còn lại tất cả hồi ức của ta đều nhiễm máu của nàng sao? Thanh Bình, nàng đừng đối xử với ta như vậy. A à Tử, Thanh Bình, chỉ cần nàng xuống dưới, sau này ta không cần gì nữa, chỉ ở cạnh nàng được không? Không cần gì, ta thoáng thả lỏng, khó nén chờ mong nhìn hắn. Hắn nhích đến gần hơn chút, ta không cần gì nữa, chỉ cần nàng thôi. Thanh Bình ngoan, xuống với ta được không? A à Tử sẽ giữ lời sao? Hắn thấy ta trần chờ, vội vàng gật đầu hứa hẹn, ta chắc chắn, nàng tin ta chỉ cần nàng không nhảy thì muốn ta làm gì cũng được. Ta do dự một lúc, nhìn thẳng vào mắt hắn nói, ta tin chàng, A Tử. Ta lùi lại, nhào vào lồng ngực hắn. Nháy mắt đó hắn nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Nháy mắt tiếp theo đoàn đao trong tay ta liền đâm vào ngực hắn. Nụ cười trên mặt hắn còn chưa tan hết, máu tươi trên ngực đã phun tung tóe ra. Hắn buông ta ra, đè vết thương trên ngực lại, nhìn thanh đoàn đao kia một cách khó có thể tin. Thanh, Bình, A Tử, người là sẽ thay đổi, chàng đã thay đổi rồi, sao lại nghĩ ta sẽ không đâu. Viên mắt hắn đỏ bừng, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ngã xuống quỳ dạp bên chân ta. Lúc này tể tướng mới phản ứng lại từ cơn kinh sợ, hắn và phò mã cầm đao lao về phía ta. Ta lau vết máu không cẩn thận dính vào mặt, con môi cười khẽ, phò mã, ngực trái của ngươi còn đau không? Hắn khựng lại, hoảng sợ tột cùng. À còn nữa, ngươi sợ eo của ngươi xem, có đau không? Hắn bóp eo một cái, một tiếng kêu bé nhọn vì đau đớn vang lên. thừa Nhi, Tể tướng vội đỡ hắn, giọng nói run rẩy hỏi ta, ngươi làm gì hắn? cũng không có gì, hạ chút độc mà thôi. Ta cười tươi giói, phò mã quấn lấy Hương Nhi của ta ba mươi ngày, nàng cũng cho ngươi thử ba mươi loại độc, có ngạc nhiên không? mừng rỡ không? sắc mặt phò mã trắng bệch, khó thở, gào thét dữ tợn, độc phụ, độc phụ, ta giết người, giết ta là không còn thuốc giải đâu. Công chúa, Tể tướng ngăn hắn lại trầm giọng nói hoàng thất đã thế suy sức yếu cả hoàng thành đều đã bị ta khống chế ngươi cố gắng chống đỡ thì có ý nghĩa gì đâu còn không bằng giao thuốc giải ra đây ta tha cho ngươi một mạng cả hoàng thành đều bị ngươi khống chế ta cười khẽ nghiêng đầu khó hiểu tể tướng đại nhân hai ngàn tinh binh đã dám tạo phản là ai cho người dũng khí hắn biến sắc nhìn về phía xa xa cắt vàng đầy trời bốn phía bụi mù nổi lên gót sắt vang vọng năm vị tướng quân bị lưu đày dẫn quân trở về tể tướng đại nhân ngươi thua ta nhìn đám cấm vệ quân rối loạn nhớn mày cười nói lùng bắt phản tặc là có thể lấy công trục tội ai dám ai dám tể tướng vung kiếm loạn xạ đám cấm vệ quân nhìn quân cứu viện đang tới gần hung ác nổi lên trong lòng ùa tới vây kín một vòng quanh cha con tể tướng thanh bình ta từ sặc máu dùng hết sức lực bắt lấy mép váy của ta a từ chưa có trách ta hắn cười cười trong mắt trải rộng sao trời tựa như thiếu niên lang nói muốn cưới ta lúc trước ta rất thích nàng ta ấy mà, là một người dịu dàng, cũng là một người cực kỳ hiếu thuận. Trong lòng phụ hoàng chỉ toàn là tu tiên, sao ta có thể không ủng hộ người được? Cho nên ta chuyển tất cả mọi thứ của người vào phòng luyện đan, giúp người giải quyết mọi vấn đề sinh hoạt, khiến người không cần bước ra khỏi phòng nửa bước, cả ngày chỉ cần chuyên tâm tu tiên. Còn cho trọng binh canh gác, ngoại trừ ta không cho phép ai vào quấy rầy người. Người đã lớn tuổi rồi, ngày thường dễ dàng mệt mỏi, cho nên cũng không cần thiết chiều, tất cả ý chỉ đều nhờ ta truyền đạt ta đề cao nguyên tắc trung thực và thanh nhã, hơi tân trang ý chỉ của người rồi mới truyền đạt xuống dưới cho quần thần. Thanh Bình, con thả ta ra ngoài. Ai ra, phụ hoàng nói ở đây rất tốt, không bao giờ muốn ra ngoài nữa. Mấy tên loạn thần như các ngươi đều nên giết hết. Ai ra, phụ hoàng nói chúng ta có công cứu giá, phải trọng thưởng. Con, con trả lại quý phi của trẫm đây. Ai ra, phụ hoàng nói quý phi nhớ nhà mà ưu tư thành bệnh, đưa về nguyên quán. Rốt cuộc con muốn làm gì? Nhi thần chỉ muốn giúp đỡ phụ hoàng thôi. Ta khóa cửa lại, cầm sách nhỏ vừa ghi chép đầy đủ về triều đình. Năm vị tướng quân có công cứu giá, phong làm vạn hộ hầu. Quân thần không có ý kiến. Tướng quân của quân tuần phòng bỏ bê nhiệm vụ, suýt chút nữa gây thành đại họa, giết. Bên dưới bắt đầu xôn xao, nhưng hắn chính là tướng quân tuần phòng do hoàng thượng khâm điểm. Ta dơ sách nhỏ lên, đây cũng là ý chỉ của phụ hoàng. Quân thần im lặng, không có ý kiến sơn trang tránh nóng đang tu sửa của hoàng lăng toàn bộ đình công tất cả nhân công đều thả về kinh phí còn thừa một nửa dùng để thưởng cho tướng sĩ tử trận một nửa dùng để khôi phục dân sinh quân thần ổ lên đây cũng là ý chỉ của phụ hoàng còn nữa năm nay thuế thu giảm một nửa hộ bộ thượng thư gấp đến độ nhảy lên như thế không ổn quốc khố trống rỗng làm cái gì cũng phải tiêu tiền ta nhìn hắn bình thản nói ta còn chưa nói xong thuế thu của dân chúng giảm một nửa nhưng tiền vẫn phải căn cứ số liệu trước đây mà nộp lên, nếu không đủ, người tự góp. Cái gì? Ép người quá đáng. Thượng thư đại nhân muốn tự mình nộp hay muốn để ta mang binh tới phủ của ngươi thu? Hộ bộ thượng thư run rẩy, lắp ba lắp bắp một lúc, nhìn ánh mắt sắc như ưng của năm vị tướng quân, ngoan ngoãn lùi về. Ta đặt sách nhỏ xuống, hòa ái cười cười, các vị đại nhân, mọi người cũng đừng căm tức thanh bình, dù sao đây đều là ý chỉ của phụ hoàng. Quần thần nhe răng cười, triều đình hài hòa ấm áp. Ôi chao, tất cả mọi người đều là người hiền lành. Trước khi tể tướng bị xử tử, ta đi thăm ông ta lần cuối. Ông ta vùi mình trong đống rơm dạ, mặt mày trắng bệch. Làm khó công chúa quá, còn phải xuống địa lao bẩn thỉu này thăm ta. Ta cười, dù sao ông cũng từng là cha chồng của ta, cũng đã từng giúp đại chu làm việc. Hắn vừa thở dài vừa cười, đột nhiên ho khan mãi hồi lâu mới ngừng lại, nâng đôi mắt xám trắng hỏi ta, ta vẫn không hiểu, rõ ràng ngươi đã sớm biết kế hoạch của ta, tại sao vẫn luôn giả ngu. Ta nhìn hắn một lúc lâu sau mới nói, nếu không phải các người đại náo một trận, đúng là ta còn không có lý do diệt trừ các người. Hắn giật mình, một lát sau mới cười lên, nói thêm, cũng không có lý do để đoạt quyền từ tay phụ hoàng ngươi. Không sai, nếu không mượn cớ do bọn họ tạo phản, ta cũng không có cơ hội thu phục nhân tâm, giam cầm phụ hoàng. Hắn hít sâu, nhìn chăm chăm nóc nhà mới nói, ở trên cổng thành giết nhị hoàng tử của địch quốc, chấn áp phản loạn một lưới bắt hết dân tâm, công chúa à, ngươi là người thông minh vậy mà cứ muốn làm chuyện điên rồ. tiết tướng lời này là có ý gì? hắn nghiêng đầu qua nơi khác, ta nghe được những chuyện ngươi đã làm, thưởng thức công thần, dệt trừ gia nịnh, giảm thuế thu, ngươi muốn nâng đại chu dậy, có gì không ổn? ha ha, ngươi cho rằng đại chu còn có thể đỡ dậy nổi sao? công chúa, từ trên xuống dưới của đại chu đã mục nát thối giữa cả rồi, ngươi không thể làm được gì đâu. ngươi biết phận là gì không? triều đại thay đổi quốc vận chỉ hướng về phía trước mà không quay đầu lại vận của đại chu đã sụp đổ suy bại đây là thứ ngươi không thể ngăn cản ta cười dù sao vẫn phải thử một lần hắn lắc đầu than thở thế giới này đã rách nát vỡ vụn không lành được nhưng nó đã từng tốt đẹp huy hoàng trong quá khứ đã bị chôn vùi tương lai chỉ có vô tận hỗn loạn ánh sáng mà ngươi có thể mang tới cũng chỉ tồn tại trong phút chốc nháy mắt sẽ tan biến vậy thì dùng cả đời ngay cả khi chỉ khiến nó tốt đẹp trong một khoảnh khắc chỉ bằng ngươi ngươi chẳng qua là một hạt bụi trong thế giới mênh mông rộng lớn này, có năng lực gì mà sửa được vận mệnh quốc gia. Ta nhìn một vệt nắng len lỏi vào địa lao, suy nghĩ vô vàn. Sau khi ta chết có lẽ thế giới này sẽ lại đổi bại. Nhưng nhất định sẽ còn có người nhớ, thế giới này đã từng tốt đẹp, đã từng rực sáng. Giống như ta của hiện tại, ta tin tưởng thế giới đã từng rất tốt đẹp. Bây giờ ta thừa kế di trí của tổ tiên, tương lai cũng sẽ có người thừa kế di trí của ta. Chúng ta là người, không phải bụi bặm trong lịch sử, sống thì phải có hy vọng, ta không sợ thế giới sẽ suy bại, ta chỉ sợ ai cũng cảm thấy nó hẳn là nên mục nát hỗn loạn như thế. Ông có thể nói ta lấy trứng trọi đá, châu chấu đá xe. Nhưng vẫn phải có người đứng dậy làm gì đó, khiến thế giới này nhìn giống như đang chậm rãi tốt đẹp hơn. Ha ha, ông ta cười giễu cợt, ngươi quá non nớt, cũng chẳng hề hiểu rõ nhân tính, ở loạn thế ngươi lại cứ cho bọn họ hy vọng, chẳng khác nào ngày ngày cho bọn họ uống thuốc độc. Tiết tướng, hy vọng không phải độc dược, vô vọng mới là độc được. Cái ta muốn làm chỉ là bảo vệ ngọn lửa nhỏ bé này rồi truyền nó cho đời sau, chỉ cần nó còn tồn tại thì nhất định có một ngày sẽ lớn lên. Ta chỉ là một con phù du sinh vào buổi sáng chết vào buổi tối, nhưng trên đời này không chỉ có mình ta là phù du. Hai từ của ta, đời đời con cháu đại chu, chắc chắn sẽ có một người đứng ra truyền chút ánh sáng này xuống dưới. Đêm tối trường tồn, phù du bất tử. Một ngày nào đó ngọn lửa nhỏ được chúng ta bao đời bảo hộ này sẽ trở thành mặt trời rực rỡ trên không trung, đốt cháy tất thảy dơ bẩn ông ta im lặng nhìn ta, trào phúng nơi đáy mắt dần biến thành thương hại. Sao cũng được, ta chỉ là một lão già sắp lên đường, tương lai hết thảy có quan hệ gì với ta đâu. Hắn cố hết sức chắp tay, nếu như vậy, thần, chúc công chúa được như ý nguyện. Bản cung, chúc tiết tướng lên đường bình an. Ta không giết phò mã, dù sao thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Những thứ độc kia chẳng hề có thuốc giải. Lúc hồi phủ công chúa, A Lương bê một chậu nước thuốc ra ngoài như thường ngày. Chàng đã tỉnh chưa? A Lương lắc đầu, trong ánh mắt ngưng trọng giấu mấy phần lo lắng. Nàng lo lắng gì chứ? Cho dù Tạ Từ không tỉnh được, ta cũng sẽ bình thản đối mặt. Tạ Từ không chết, ta không đâm vào yếu hại của hắn. Nếu hắn chết ở Đại Chu, Tây Quốc nhất định sẽ tới đòi một lời giải thích, dù cho mấy vị tướng quân đã trở lại nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa thể đánh thắng Tây Quốc, ta không ngốc đến vậy. Giữ hắn lại, ta vẫn còn lợi thế trong ván bài rằng co với Đại Tề. Ta đi vào phòng, mùi thuốc nồng nặc khiến người ta không thở nổi. A à Tử nằm trên giường, ngực hơi phập phồng, tựa như đang ngủ say. Chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú không có nửa phần huyết sắc. A à Tử ta vươn tay mơn trớn má hắn, đặt một nụ hôn lên vầng trán kia. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Toàn Văn Hoàn